mới nghe nó rớt cái gì vậy? Không tiếp à? Vãi. Không sao ba, chạy xe lỡ thì gì sao? Ê, giỡn hoài, tại sao tài xế nào trên xe cũng phải có đồ á. Ừ. Ví dụ đây cho lịch sự nè. Để nó cho đen keng không? Đó mọi người, hôm nay tụi mình sẽ đi đâu? Đi lường. Đi tỉnh. Sẽ đi ngoài ô thành phố. Vô qua hồ bơi nằm, hoặc là vô đây ngồi đợi, hoặc là mình đi xong rồi lấy nữa có phòng mình sẽ quay lại. Bây giờ tại sao vậy ta? Bây giờ ở đây hả, 3 giờ mới cho nhận phòng, tại sao vậy? Bây giờ mấy giờ? 1 giờ rồi, 2 giờ. Ai gửi xe để đó, mình cho đó, hoặc là qua bên hồ bơi. Đi hồ bơi. Không, chứ giờ mình chạy vòng đâu biết đi đâu phải không? Đi vòng vòng đi đâu? Không biết. Cho mình đi vòng đi, xong rồi quanh lại. Chán thiệt á. Đi vòng không có gì nữa thì quanh lại. Hồi nãy tao hỏi là bà chị đó, bà nói là sau dịch. Cho nên giờ check in là 3 giờ. Tại sao đến 3 giờ chiều lận luôn á? Ok. Bình thường là 2 giờ. Mấy bạn suggest đồ ăn đâu nè, đi kiếm đi chị. Đồ ăn hả? Thôi dạ. Ăn cơm nấm rồi, kiếm chỗ đi ăn cơm nấm rồi. Thôi lấy vô chồng ăn. Bây giờ thì mình dạ một vòng. Hôm nay tụi Hanh đi Vũng Tàu. Đây là một cái chuyến business trip hả? Tụi mình tới đây để chụp lookbook cho Good Lady X là chính. Lâu lắm rồi, Han chưa bao giờ mà đi kiểu tự đi như thế này á. Han thì cũng ít đi Vũng Tàu, mà Han nhớ hồi nhỏ đi là cũng thời gian rất là lâu, đi tầm 3 tiếng mấy lận. Nhưng mà hôm nay tụi mình đi khá là nhanh á, chưa tới 2 tiếng đã tới rồi. Bây giờ là 1 giờ, nhưng mà giờ check in ở đây là đến 3 giờ chiều lận. Nên tụi mình phải đợi một tí xíu nữa mới được lên nhận phòng. Thì tụi mình sẽ đi một phòng ở cái chỗ đường bãi biển này. Rồi sau đó cái này sẽ vô cái lounge chị được đợi. Nhưng mà hôm nay trời đẹp, trời nắng đẹp. Một Vũng Tàu thật khác luôn á thiệt á. Dạ. Phòng số 418. À. Cho mình sẽ khóa mở cửa phòng. Dạ đây. Rồi xin mời chị ạ. Dạ. Mở mật mấy lần nó không. Cảm ơn. Trước khi cái phòng nó bừa bộn thì anh sẽ quay room tour cho mọi người. Đây là room số 418.
Đây là lần thứ 2 mà anh đi cái Imperial này rồi, nhưng mà Fun là lần đầu tiên. Cái resort này chắc là mọi người ai cũng biết đến Vũng Tàu, nó là anh thấy là nó là đẹp nhất, cái kiểu theo phong cách cổ điển của châu Âu tầm thế kỷ thứ 16 hả? 16, 18 gì đó là đẹp. 18. Dạ. Yeah. View hồ bơi là dưới kia. Hai bên Phong sẽ chuẩn bị để chụp hình. Và sau khi chụp xong thì anh sẽ lại quay vlog cho mọi người coi nha. Tạm biệt. Đừng đừng, không phải lúc, không phải lúc mà thở hơi đâu. Ngồi dậy đi. Đã quá. Ở một cái chỗ đẹp vậy nhưng mà tụi mình không có cảm giác tụi mình đang đi chơi á mọi người. Đây là một cái business trip. Có đúng không sếp? Đi công tác. Đi công tác. Bộ đồ theo luôn. Ừ. Thực ra trong tụi mình mang 3 cái vali, mà trong vali toàn là đồ của shop không à. Giờ sao? Bây giờ là 8 giờ. Tụi Hanh chụp từ lúc 4 giờ đi, bây giờ đã xong rồi mọi người. Hôm nay là một ngày dài. Ở đây còn mưa to nữa chứ. Nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Good job. Cái gì vậy? Anh tưởng là xong sớm thì mình sẽ đi ăn, nhưng mà bây giờ chắc là ăn mì gói trong phòng luôn, mệt nhức đầu chóng mặt. Ngày mai 5 giờ sáng tụi mình sẽ dậy sớm, tụi mình đi bơi. Sáng nha. Ok sếp. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn ăn ốc tự nhiên. Vì anh có hỏi mọi người trên Instagram á, thì có vẻ nó là đi ăn ốc tự nhiên, mà Phó nó không biết cái quán đó nữa, cho nên bây giờ Phó sẽ chở anh đi ăn ốc. Mặt thấy ghê quá. Let's go. Trời ơi, coi chừng cái gờ nha bà. Cái gờ kia kìa. Sáng nó mới tới đây là Phó nó ban vô hai lần giống như thấy ba tỉnh lúc đó là nó mất. Dạ, công. Đây coi, coi đi. Đi coi không? Rồi, Google Maps xin đi thẳng. Ê, có đường bên kia không? Ê, tắt này nhá. Không có mở được không tắt. Ủa? Mình đang đi ngược lại rồi đó. Dạ. Mình phải đi cái đường kia vòng lại. Cái cầu
mình. Cái bộ này mặc tôi quá đến giờ luôn. Chỉ thay ở trong bikini thôi. Mình bên ra biển nhé. Nè nha. Lấy đi vô đó. Nắng gắt thiệt. Nắng biển biển. Thì nắng tới nhà nóng rồi nhưng mà nó bị rát. Nắng Vũng Tàu đúng là xưa đến giờ cũng vậy. Vậy giống hồi xưa á, ngồi trên cũng đen. Mấy món nó đến 10 giờ mới có. Giờ là mấy giờ ta? Hiện giờ là 9 giờ, hiện giờ chỉ có ăn sáng uống cà phê rồi nọ thôi. Thôi vậy thôi, em cảm ơn nha. Lát nữa khoảng chừng lát nữa. Dạ. Ở đây thấy một Vũng Tàu thật khác đúng không? Ở dưới kia, dưới chỗ kia là khác. Tôi đang đi trong tuần cho nên vắng rồi. Không có ai á. Ở đây có một cái đồ để đựng mắt kiến. Mắt kiến này anh đang đeo rồi, kiến mát nè. Này là kem chống nắng. Thì trước giờ đi biển là anh hay xài cái vẫn xài cái kem chống nắng body này của Neutrogena. Rất là tốt. Đây nữa. Điện thoại. Ở đây có hand cream. Cái này là hand cream của Bath and Body Works. Mùi sea butter. Với lại cái packaging của nó cũng dễ thương nữa. Chiên ham. Cái Charland để chụp hình hay là selfie gì đó nè. Concealer của NARS. Son của Morphe. Thẻ phòng Imperial. Và à đây, anh có một cái nước hoa mini size của Prada nữa. Lúc nào đi du lịch thì anh cũng mang những cái chai vậy như sample như thế này thôi cho nó tiện á. And then anh có mang theo táo nè, quýt với lại một trái chuối lấy từ mình sẽ ăn ở đây. Đẹp nhất à? Cái nào? Cúng quá. Phải một cúng ghê ghê vậy. Mất thì cúng luôn mà phải một cúng. Sợi nó sắp. Chụp hình nó đi rồi xuống.
Hôm nay chị Ha sẽ chỉ các bạn tập bơi. Qua luôn, qua luôn, qua luôn. Come on. Xem ơi. Một giờ rồi. Vậy hả? Vậy lúc mới lên. Lúc mấy giờ? Hơi lạc. Chắc là cái mì bò này nó lạc hơn cái mì tôm chua cay. Nhau vậy? Không muốn. Ấy còn một cái nắm cơm á, cơm nắm ừ. Ờ, bỏ vô đây hả? Kiểu ba mày ăn gì á? Có lần thôi ăn cơm bỏ vô nước mì gõ chưa ăn hả? À, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, nhưng mà nó đang lạnh. Get ready with us. Còn phở nữa. Bây giờ Loan sẽ chuẩn bị makeup xong rồi check out. Thì hồi nãy sau khi đi bơi xong hai đứa về tắm cái đói quá, làm hai ly mì ly ăn ổn định như sợ. And up lên Instagram anh hỏi mấy bạn nhiều chỗ ăn ở đây lắm, nhưng mà rốt cuộc của tụi mình ở nhà ăn mì gói đúng không ạ? Mình tối qua không có đi ăn ốc, ăn chút xíu. Tại vì hôm qua vừa mới tới đây cái mưa quá trời luôn, như bão vậy. Bây giờ hình như nó làm cái mắt mình thâm hơn mày. Hồi nãy trước khi đi nó không có thâm. Tại sao đi là tắm biển sao mắt thâm hả? Tắm biển sao có tự nhiên mắt thâm vậy trời? Buồn. Buồn. Nắng ở Vũng Tàu này công nhận là độc ghê luôn á. Rồi hôm mới bơi ở tầm nửa tiếng mà toàn là nước ở trong mát không nha. Mà giờ là hai đứa nào cũng có cái đường tan line. Ở đích. Có một cái bikini trên cái bikini ịnh lên người. Thấy cái mặt tao, tao tưởng là cái khí đậm như trong mặt tao á, hồn luôn á. Đúng không? Ông sợ nó phải ta. Của ông đang coi nó vẫn còn vậy mà đúng là quá. Để em ăn tối cái buổi sớm. Đều xài đèn của thay bán. Xài được nha. Có nó cũng thích. Thay giới thiệu. Eyeshadow, hôm nay tôi xài cái bản mắt này của Dior. Một phấn thì xài của Anastasia. Thì hôm nay có xài bản này đúng không? Với lại bản này của Urban Decay. Mà hai cái kiểu này anh thấy là nó hơi đậm á. Mắt không có thì đánh được, chứ mắt hai không có đánh được mà đậm nữa. Hãy lên nét này đi xíu mà đây là cái hồng này. Đây là áo mới của Good Lady H. Để cho mình con chút. Thế nha. Hello, đi nha. Thấy có gì áo mà hét thôi anh. Lát nữa có thể là tụi mình sẽ đi mũi mũi nghiêm phong nữa. Con không hả? Mình chỉ thôi đó. Ở giờ đó anh thấy mọi người tới đó chụp cũng nhiều lắm, nó có cái bãi đá đi.
lấy cái tụi sẽ đi nếu mà không mưa, còn nếu mà mưa thì về sẽ cái má hồng này khổ lắm. Highlight hả? Không, không. Có nó sẽ má hồng của Lan Cần. Cái là bốn cái màu này là màu nhũ vậy phải. Đúng không? Highlight nữa nè. Dưới mảnh màu này màu dưới màu này đúng không? Phấn xài cái Ophelia này màu ELM2 Uncover. Hơi nút đúng không? Nâu nút. Phấn nó là hợp với những cái tông kiểu cái tông đậm á, mà mặt hay đánh lên cái kia. Tiếp theo là sẽ cái mascara trong mày này của Misha. Tụi Hanna thuê xe đi á, cho nên tụi mình chủ động được cái thời gian mình muốn đi, giờ nào về giờ nào. Anh thấy đi gì cũng rất là kiểu một cái trải nghiệm mới. Từ hồi nhỏ là Hanna đi với nhà, đi Vũng Tàu là toàn là đi mấy cái xe như xe du lịch 16 chỗ, mà hồi xưa là hay bị mắc ói những cái xe cái mùi rất là ghê. Và khi mà tới đây thì chỉ có một cái gồm thôi, đó là đi xuống dưới mướn ba mấy cái ghế ngồi dưới đó đi với gia đình mà. Nhưng mà bây giờ mình đi kiểu tự đi thì thấy dễ chịu rất là nhiều, nhưng mà nắng thì vẫn như xưa thôi, nắng rất là độc với lại kiểu đen rất là nhanh. Hai này hai không có ngại đen, nhưng mà tự nhiên cái bị đen cái con mắt thì nó hơi kỳ. Xong các bạn quên xong thì đợt này đi hai sẽ dùng cái cây màu số V24 này của Merzy. Hai thường xài những cái màu số nó hơi tựa tựa nhau á, cho nên màu này là màu số V24 nha mọi người. Màu này kiểu nó hồng đây nè. Cái này hồng hồng gì đây? Đây rất là hợp với những cái màu với tông sáng như thế này. Thì mình sẽ dọn lẹ. Then đi thui. Em mới ghé vô mua Hà Lan, bây giờ thì tụi mình sẽ đi mua nhân phong. Chạy dây vô. À quên. Chuẩn bị kỹ mày hiểu không? Ta chuẩn bị hành xác là ta sẽ hành thôi. Tham gia những chuyến đi hành xác nhiều mới được chơi 2 ngày 1 đêm hả? Ừ, đi không? Đi lần này hả? Đi lần cái. Trời ơi, thôi ta lội dò ta đó. Cái chân đẹp đẽ của tụi. Không biết mày. Ê, góc này đẹp nè. Ý coi chừng. Nè đi hướng này nè. Tiếp đi, tiếp. Lên chừng nào lên không được nữa rồi. Lên nữa. Khổ quá.
biết đâu. Ủa mày đi rồi mà giờ đi đâu? Đi gọi thấy cũng bình thường. Luôn chưa đi được, nó ngồi bây giờ 4-5 phút rồi đó chứ không bị chứ bộ. Nên sao mày bị gì đó? Ai mà hát em sao phó đừng có hát nữa nha. Còn nghiệp nó vô được. Ở Vũng Tàu này có cái trang chạy ngược chiều quá. Chụp giải thích bà này nó chạy ngược chiều luôn. Vậy làm sao nữa thì ngược chiều ba. Ủa ý mày quẹo lại đó. Quẹo chưa có vô bắt đầu ra hả? Bình thường hay mang size 39 đó, nhưng mà cái đôi này size 39 nó hơi rộng tí xíu cho nên Ham phải đợi store rồi trên kho xuống tầm 20 phút nữa. Dễ hơn không? Chứ mấy chút hôm nay đẹp không? Đẹp không?
hôm nay layout của Han là kiểu gơ lì á, cho nên mắt có cũng hơi lấp lắm đi xíu nữa sao. Con mắt hơi lố quá cho nên không sẽ đem mắt kiếm giờ. Giờ mình sẽ đi lựa đồ vòng vòng xong rồi đợi cái đôi giày đó xuống. Tụi mình vừa mới set up xong ở cái The Space cho cuối lời để ít. Tại vì ngày mai tụi mình sẽ pop up ở đây. Bây giờ xong rồi thì hai đứa sẽ đi ăn. Hai chiếc hộp. Bây giờ tụi mình đang bút đậu mặt mỏ, bị chuột máu. Trời tối hay là con mắt mình tối vậy? Cả hai. Đồ ăn đâu? Nhanh đi. Ngọt lắm rồi. Ốc nhồi. Trời nó tối sập. À, ngọt quá à. Siêu ớt rồi. Tiếu rồi. Đổ mẹ vô. Yeah. Ăn nhiều quá rồi nha. I'm busy, I ain't got the minutes for texting it. Came from the gutter with me and my brother. I'm moving my mother right out of the city. I'm a star and they know I go hard, so I'm kissing them babies and signing them. Go blingin' like Chingo, rock star like Ringo. Checks coming in back to back, I'ma line them up like bingo. Oh, I think that they like me, they be all of my wood tip. Lát lên được ngồi lên ra ai sao? Ủa hê, nhớ lại. Đừng có như vậy. Tao nấu khách nữa. Về nữa rồi. Bây giờ lại nhanh chạy. Tao đã mong anh em. Hai sẽ đi siêu thị để mua mấy đồ cần thiết ở nhà bây giờ. Sashimi, một phần cơm nắm lưu. Anh ở nhà từ sáng giờ anh thấy kiểu hơi mệt á, cho nên không có đi đâu hết. Mọi người coi channel của anh chắc là thấy anh ăn đồ Nhật hoài đúng không? Nhưng mà tại vì anh thích ăn đồ Nhật thiệt. Này giống mất tan quá.